Vũ trụ mênh mông, vô số thế giới. Trong ngàn vạn thế giới này đã sản sinh ra vô số thần chỉ cường đại. Bọn họ chạm nạc tinh thần, thôn phệ mặt trời. Sự sống và cái chết của hàng trăm triệu sinh linh có thể được định đoạt theo ý muốn. Đây là chư thiên vạn thần kỷ. Nhưng mà sự tồn tại của chúng thần chư thiên cũng không thể khiến tiến trình của văn minh trở nên sáng chói hơn. Chiến tranh giữa thần với thần, thế giới và thế giới khiến chư thiên vạn giới này dần dần trở thành tàn lụi trong chiến tranh vô số thế giới và văn minh bị phá hủy tan tành. Một ngày nọ, bên trong chư thiên vạn giới đã bể nát tan tành này. Một người mang ý chí của thế giới gánh vác sứ mệnh sửa chữa dòng thời gian. Tồn tại có tên là hệ thống chư thiên thánh sứ đang lặng lẽ sinh ra. Thời điểm được sinh ra, nó đã biết sứ mệnh của bản thân mình. Đó chính là tìm được một ký chủ thích hợp, tìm được chư thiên thánh sư chân chính, sửa chữa sai lầm trong lịch sử, thay đổi vận mệnh hủy diệt của chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới, thời gian trường hà. Ai, sao mãi mà vẫn chưa tìm thấy nhân tuyển thích hợp nhỉ? Đã bao nhiêu năm rồi? Nếu chuyện này cứ tiếp diễn trong một vạn năm nữa, sợ là vẫn không tìm thấy ký chủ mất. Ấy, hệ thống nhắc nhở. Wow, đã tìm thấy người ứng cử. May thế, chỉ tùy tiện phàn nàn một câu, không ngờ đã tìm được rồi. Ta tới ngay đây. Tiểu thiên thế giới, ký chủ vậy mà lại ở một nơi như thế này. Giải ngân hà, tiểu thiên thế giới. Ồ, nam nhân đó chính là ký chủ được tuyển chọn sao? Xem ra chỉ là một nhân loại, hơn nữa nhìn dáng vẻ kia thì mạnh thế nào được. Nhưng mà không sao, yếu một chút dễ khống chế hơn, hi hi. Để chúng ta tới hoàn thành ký kết hiệp ước đã. Cho dù ngươi không mạnh lắm, ta vẫn có thể khiến ngươi trở thành thông thiên đại năng, thay ta sửa chữa lịch sử. Hoàn thành ký kết hệ thống, chúc mừng ký chủ đã trở thành ký chủ hệ thống chư thiên thánh sư phiên bản 1.0. Hệ thống. Hello hello, người may mắn được ta chọn chúng, đó chính là hệ thống chư thiên thánh sư lợi hại nhất, đáng yêu nhất trong truyền thuyết. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ký chủ của ta. Yên tâm đi, nhìn bộ dáng của ngươi có vẻ rất yếu, nhưng ta thế nhưng là siêu lợi hại. Ta sẽ bồi dưỡng ngươi trở thành chư thiên thánh sư mạnh nhất thiên hạ. Ngươi hãy ngoan ngoãn nằm công. Cô của ta. Ngươi là hệ thống chư thiên thánh sư đúng không? Phải, ta là ngươi. Cái tên này có năng lực gì vậy? Ký chủ, trần dạng, huyết mạch nhân loại, danh xưng, đạo tôn, tâm phận, thần chỉ chư thiên vạn giới, mạnh nhất từ cổ chí kim. Cảnh giới, không thể đoán được, đạo tôn. Vậy mà lại là đạo tôn. Số ta cũng quá xui xẻo rồi, tìm ký chủ sao lại tìm được một người đè đầu cưỡi cổ ta thế này. Tương đương là đạo tôn, vậy mà lại ẩn nó trong tiểu thiên thế giới, thế này không phải là ức hiếp người hay sao? Hệ thống chư thiên thánh sư phiên bản 1.0, hoan nghênh ngài sử dụng. Từ giờ trở đi, ký chủ sẽ trở về quá khứ, vạn năm trước dưới sự dẫn dắt của hệ thống.
với mục tiêu trở thành thánh sư của chư thiên vạn giới, thu phục và dạy dỗ các vị đã từng là thần chỉ của chư thiên vạn giới. Sau đây là danh sách các vị thần, đắp bơ ních để mở xem. Danh sách mục tiêu thần chỉ chư thiên vạn giới. Đạo tôn lão gia, quấy rầy ngày ngủ đông thật là có lỗi quá, ta đi trước đây. Ngươi tính đi đâu đấy? Tôi... Danh sách mục tiêu thần chỉ chư thiên vạn giới. Thấy người này xem ra khá quen. Đánh thì không đánh lại, chạy thì chạy không nổi, ta thẩm quá mà. Thiên hoàng cơ thiên phàm, ma tổ tô trường thành, còn có yêu thánh đã vẫn đạc này nữa, đều là cường giả tuyệt thế của chư thiên, đã từng uy danh vang vọng, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải bỏ mạng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Năm tháng nghịch hành trong dòng sông thời gian mấy vạn năm nay, ta cũng chán rồi. Chuyện kia, đạo tôn đại nhân, một đứa trẻ như ta không hiểu chuyện, hay là ta nghĩ cách gỡ bỏ hệ thống này? Đại nhân, ngày đại lượng, thật cho ta đi, ta thật sự không phải cố ý trêu chọc ngày đâu. Mặc dù có hơi khó chịu khi tự ý bị trói buộc chung với một chỗ với người, nhưng ta đâu có nói không cần hệ thống người đâu. Hả? Mẹ, tình huống gì đây? Mặc dù không biết mối liên quan giữa việc trở lại quá khứ thu phục những người đã từng là thần chỉ, đó làm đồ đệ và việc sửa chữa thế giới là gì, nhưng nghe cũng thấy thú vị đó. Thần chỉ mạnh nhất trong truyền thuyết đồng ý làm công ký chủ của ta. Đúng vậy. Đi nào tiểu sư, dẫn đường đi. Để ta đi xem thử có phải sẽ phát sinh chuyện thú vị gì hay không. Tới đây. Trần Dạ, thân phận đạo tôn, thần chỉ mạnh nhất chư thiên. Bên ngoài, tiêm phong đạo cốt khoảng 20 tuổi, thanh niên nam tử anh tuấn, xuất trần thoát tục, được thế nhân tôn xưng là đạo tôn, tu luyện tới cảnh giới vô địch siêu thoát thế gian. Trong quá trình du lịch trong thời không Trường Hà, ngoài ý muốn bị hệ thống dọa chúng, hiện đã hợp tác với hệ thống, trở lại 10 vạn năm trước, thu phục và cứu vớt các nữ đệ tử. Tiểu sư, thân phận hệ thống chư thiên vạn giới, tạo vật thượng cổ, Noli đáng yêu. Bên ngoài, Noli đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, phía sau mọc hai cánh, toàn thân phát sáng không rõ dung mạo cụ thể. Bản thể hệ thống chư thiên thánh sư, vốn làm linh vật, hệ thống bi thảm nhất có 102 trong lịch sử. Vốn dĩ muốn lựa chọn người bình thường tiến hành bồi dưỡng trở thành chư thiên thánh sư thay thế, không ngờ lại chọn chúng quái vật đang thiên định trong dòng sông thời gian của chư thiên vạn giới. Nhân hoàng giới. Cơ thiên phàm, cửu công chúa vương triều Hiên Viên. Bạch nộ, bộ hạ Linh Phi. Nhiên hạ, dáng chịu đựng, chỉ cần băng qua vùng núi tuyết này là chúng ta sẽ được an toàn rồi. Lục Giao. Ta, không sao, còn chịu được. Nhiên hạ cẩn thận. Được kịp nhanh như vậy sao? Bạch Ngọc Kinh, thập nhị ảnh vệ. Kinh mạch đứt đoạn, hoàn toàn không có tiêu bi, thân chúng nhiều loại kịch độc, còn có thể dựa vào linh thạch chạy trốn 3 ngày 3 đêm. Cậu công chúa không hổ là nữ nhi được hoàng đế Hiên Viên coi trọng nhất nhỉ. Nhưng mà cũng chấm dứt ngay tại đây thôi. Đừng hầm thời gian. Đã tôn nó ra, nhanh quá rồi. Nếu không chịu nổi cộng hưởng của thời gian không chuyển kiếp, ngươi có thể tiến vào trong cơ thể của ta mà. Tiểu nhân không dám. Nó ra ngày đây nà. Wow. Dung nhập hoàn toàn.
Nhân hoàng giới? Nói tới lâu lắm rồi ta cũng chưa tới nơi này. Còn là nhân hoàng giới của 10 vạn năm trước. Nhân hoàng Cơ Thiên Phàm chiếm một chỗ ngồi riêng của chư thiên vạn giới tương lai, sẽ trở thành đồ đệ của ta ư? Thú vị. Tiểu sư, Cơ Thiên Phàm đang ở chỗ nào? Chắc là có lẽ rất nhanh sẽ đụng phải thôi. Có lẽ. Đạo tôn nói ra, hiện giờ phiên bản hệ thống vẫn là cấp bậc thấp nhất, rất nhiều chức năng vẫn chưa mở được, ta cũng không có cách nào xác định được vị trí chính xác của các đồ đệ mục tiêu được. Mặc dù ta không biết tại sao nàng ta lại ở núi tuyết này, nhưng nàng ta chắc hẳn đang ở gần đây. Tiểu sư, sao vậy nói ra? Có linh lực ba động rất yếu ớt. Chúng ta đi xem thử đi. Đối mặt với thập nhị nhân chúng ta mà vẫn có thể kiên trì lâu như vậy, hai người các người cũng giỏi lắm. Tỷ vệ trung thành tuyệt đối liều chết hộ chủ đúng là một tiết mục thú vị. Không những không cứu được chủ tử của chính mình, còn mất mạng nữa, tu hành không dễ. Thế này thật sự có đáng không hai vị? Đừng để ý đến ta, các ngươi mau chạy đi. Cứ tiếp tục như thế này nữa, hai người các ngươi cũng sẽ. Trên đường đến Hoàng Tuyền có hai thuộc hạ trung thành chuồn theo, cậu công chúa sẽ không cô đơn đâu. Độc thủ. Tiến cử công chúa lên đường nào. Tất cả phải kết thúc ở đây ư? Ngươi là kẻ nào? Cơ Thiên Phàm, thân phận nhân hoàng tương lai, bên ngoài 16 tuổi, một thiếu nữ đáng yêu không thể tả, con gái thứ 9 của hoàng đế hoàng triều Hiên Viên, thiếu niên thiên tài thiên phú kinh người, vì bị người ta hạ độc phế bỏ một thân công lực, đồng thời còn bị đuổi tận giết tuyệt, được đạo tôn Trần Dạ cứu. Ngươi là ai? Tìm thấy rồi. Đạo sĩ từ đâu tới đây? Cứu binh của hoàng triều Hiên Viên đúng không? Không cần biết ngươi là ai, không muốn chết thì cút ngay cho ta. Nếu không, ta giết luôn cả ngươi. Ồn nào. Náo ra, tiểu sư cần phải nhắc nhở ngài một chút. Thế giới này chưa chắc có thể chịu nổi sức mạnh của ngài cho nên... Yên tâm, ta biết chừng mực. Nên, giết hắn. Nếu đạo sĩ thúi người đã muốn tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách chúng ta. Người này, hắn rốt cuộc là... Điện hạ. Đại tạ đạo trưởng ra tay cứu giúp. Chúng ta là thị vệ của Ninh Phi Hoàng Triều Hiên Viên. Không biết các hạ là người của tông môn nào? Vừa rồi chưa kịp xác nhận cẩn thận. Mặc dù hơi giờ một chút, nhưng tướng mạo có 8 phần tương tự. Tiểu sư, là nàng ta sao? Xác nhận thân phận, lão già nàng ấy chính là Cơ Thiên Phàm, là nhân hoàng thời thiếu nữ. Đạo trưởng, ngày đây là... Cơ Thiên Phàm, ta mang đi. Tân thể không cử động được nữa. Quan đã, chân người điện hạ đang trúng nhiều loại kịch độc, nên không chữa trị kịp thời. Hắn rốt cuộc là ai? Đáng sợ quá.
Một đòn này tuyệt đối không phải là thần phách, cho dù là cường giả cảnh quy tàng cũng không có khả năng. Chúng ta mang về bẩm báo với bệ hạ và Ninh Phi, điện hạ bị một đạo sĩ thần bí bắt cóc rồi. Công chúa hoàng tộc thần trùng kịch độc, kinh mạch đất đoạn. Hệ thống chư thiên thánh sư và ký chủ của nàng, đạo tôn thần đế mạnh nhất từ xưa đến nay. Trong dòng sông lịch sử, chư thiên vạn giới đã được chú định sẽ bị hủy diệt, bởi vậy mở ra một chương mới. Tĩnh Dương Thành, hoàng triều Hiền Viên. Ách Điếm Vân Lai. Nạc Tinh Tuyết Điên. Phượng Minh Thảo, Cố Thần Hoa. Thanh Anh Đằng trăm năm không có, dùng loại một vạn năm hiệu quả cũng không kém là bao. Máu sư ưng thú của phản tổ, món đồ này hình như cũng không có. Chỉ có máu của quân bằng, chắc là cũng không có vấn đề gì lớn. Bỏ thêm cả đạo nhất hóa sinh quả và diên hồn kim nan. Quân bằng, loài cá nớm và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ là loài đại bàng do loài cá côn hóa thành trong Tiêu Dao Du của Trang Tử. Đạo nhất hóa sinh quả, diên hồn kim nan, cho dù là ở trên thiên vạn giới, mấy thứ này cũng là trăm năm hiếm gặp. Nhưng thủ pháp này... Lão gia, ngài đang cứu người hay là đang nấu canh vậy? Độc trên người nàng ta đã giả hết rồi, kinh mạch toàn thân đã bị đứt toàn bộ, có điều tu bổ cũng không khó. Nhưng để làm đồ đệ của ta thì tư chất này thực sự là quá kém. Nhân cơ hội này tiện thể tẩy tủy cho nàng ta luôn. Nàng ấy mới chỉ là một hài tử mười mấy tuổi thôi, như thân ta đại bảo như vậy, thật sự không có vấn đề gì chứ? Tiểu sư tới đây. Đạo tôn lão gia tìm tiểu sư có chuyện gì sao? Hệ thống rút tưởng đã đề cập trước đó. Ừ ha, lão gia ngày trước cuộc cũng nhớ tới rồi. Bây giờ ngài còn có một cơ hội rút thưởng, muốn rút không? Rút đi, cơ tiêm phảng cũng tìm thấy rồi, đúng lúc rút vài món đồ cho nàng ta sử dụng. Được thôi. Lão gia, ngài có thể rút thăm ngay bây giờ, vui lòng nhấn vào nút đan chiều này. Đan chủ, xem thử có thể rút được phần thưởng gì nào. Để ta xem thử vật khí của lão gia ngày thế nào. Màu vàng, màu vàng, màu vàng. À, là màu tím. Có điều màu tím cũng không tệ lắm. Lão gia, để ta đi lấy nó ra lúc ngày. Được. Để ta xem thử lão gia rút được món đồ gì nào. Hả? À? Đạo tôn lão gia. Cảnh báo xâm nhập. Cảnh báo. Hệ thống bị xâm nhập trong trường hợp bất khả kháng. Hệ thống rút tưởng sắp sửa đạt tới giới hạn sụp đổ. Pháo khí này cũng không tệ lắm. Đạo tôn lão gia, ngài không được làm như vậy đâu. Hệ thống căn bản không chịu nổi sức mạnh của ngài. Với đại xác suất của hệ thống rút thưởng này là ngẫu nhiên, cũng không phải là thứ mà tiểu sư ta có thể kiểm soát được. Không được sao? Đương nhiên là không thể được rồi. Đây thực sự không phải là những gì ta muốn. Nếu còn có lần sau nữa, hệ thống rút thưởng sẽ bị sụp đổ mất. Lão gia sẽ không thể nào sử dụng được chức năng rút thưởng nữa đâu. Lần sau ta sẽ chú ý. Cơ thiêm phàm sắp tỉnh lại rồi, đi chuẩn bị y phục cho nàng ta đi. Được. Bên này nè. Đoạn thời gian cuối cùng trước khi mất ý thức, mình nhớ là đang ở trên đại tuyết sơn, bị ảnh vệ của Bạch Ngọc kinh truy sát mấy ngày. Hộ vệ của mẫu phi niều chết bảo vệ mình. Sau đó là có một đạo nhân thần bí từ trên trời hạ xuống. Thế nên bây giờ mình đang ở trong cung ư? Không đúng, nơi này không phải hoàng cung. Độc trên người mình cũng đã được giải hết rồi. Với là ai? Kinh mạch của mình là hoàn hảo,
Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh rồi sao? Ai? Không cần hoảng sợ, ta chính là ân nhân cứu mạng của người. Còn nữa, người nộ hàng rồi kìa. À, người là ai? Trên kia có y phục của người đấy, mặc vào rồi đi theo ta. Cảm ơn đạo trưởng đã cứu ta, nhưng mà tại sao vậy? Ta và người vốn dĩ không quen biết, một phế nhân kinh mạch đứt đoạn như ta. Kinh mạch của người ta đã chữa khỏi cho người rồi, bây giờ người không phải là phế nhân nữa. Là người đại tái tạo kinh mạch cho ta ư? Đạo trưởng, người chắc là biết thân phận của ta chứ? Hoàng đế hoàng triều, hiền viên có 9 người con, 8 vị trí đầu đều là hoàng tử, vị trí thứ 9 là công chúa, thiên phú tác tuyệt. Từ khi còn nhỏ, chăm chỉ cố gắng, rất được hoàng đế yêu thương. Nhưng đột nhiên có một ngày, một thần tu bị tấn tán, biến thành phế nhân. Hoàng triều hiền viên công bố với bên ngoài là công chúa nghịch hành công pháp, dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, mà nguyên nhân thực sự bản thân người rõ ràng nhất. Đừng nói nữa, cho dù người có chữa khỏi cho ta, nhưng tu vi của ta... Nếu người muốn bắt ta làm con tin để đàm phán với hoàng triều hiền viên, hoàng tộc không cần một phế nhân không có tu vi. Thiên phú của người vẫn còn, thực lực có thể trùng tu. Chẳng lẽ người không muốn báo thù sao? Thu nhận đồ đệ Cơ Thiên Phàm, khiến Cơ Thiên Phàm cam tâm tình nguyện bái nhập môn hạ. Phần thưởng nhiệm vụ 1000 điểm thánh sư. Hình phạt nhiệm vụ 0. Muốn, đương nhiên muốn, nhưng mà ta... Vậy thì bái ta làm sư phụ đi. À, lão gia, nhiệm vụ yêu cầu là phải khiến đồ đệ cam tâm tình nguyện, sao mày có thể như vậy? Ồ, nhất thời không chú ý nên. Cho dù là phụ hoàng và trưởng lão kỳ quỳ tàng cũng chưa từng có loại cảm giác này. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thân thể, không, dường như ngay cả linh hồn cũng muốn bị nghiền ép. Trước đó ở trên núi tuyết, ta cứu người một mạng là ơn thứ nhất. Giải độc, tẩy tủy tái tạo kinh mạch cho người là ơn thứ hai. Nguyện ý trừ công pháp cho người, để người bái ta làm môn hạ, để sau này tự mình đi báo thù là ơn thứ ba. Nếu ta muốn hại người thì đã không cứu người. Thân phận cửu công chúa hoàng triều hiền viên của người đối với người khác có thể sẽ cảm thấy là vô cùng tôn quý, nhưng đối với ta mà nói cũng chỉ như vậy thôi. Ta từng nghe nói đến vùng đất man hoang có ta tu, dùng nhục thể và thần hồn của đệ tử luyện thành pháp khí để bản thân sử dụng. Người có trọng huyết mạch vương tộc đang chảy trong người ta sao? Người hiểu rõ quá nhỉ. Mặc dù người là con gái thứ 9 của hoàng đế cao quý, dung mạo dáng người không tệ, huyết mạch thuần khiết, nhưng trong mắt ta những điều này không quan trọng. Nếu ta muốn hại người, cần gì phải tốn nhiều sức lực chữa khỏi cho người làm gì, còn thu người làm đồ đệ nữa. Đúng vậy, tại sao vậy? Tại sao lại là ta? Lý do rất đơn giản, ta thu đồ đệ không chú ý tới tư chất, thân phận. Cho dù có thiên tư tốt, nếu không có duyên phận, vĩnh viễn cũng đừng có mong nhập môn hạ của ta. Cả đời ta chưa từng thu nhận đồ đệ, thấy người có duyên nên mới coi trọng người như thế. Bản tọa hỏi người một vấn đề cuối cùng, nếu nguyện ý bái ta làm thầy, ta cũng sẽ không bắt buộc người, chỉ là cho người lựa chọn. Bản tọa tu hành thế này, tu chính là tự tại tùy tâm. Mình tự tâm, người mới có thể tùy mình. Muốn trở về tiếp tục làm cửu công chúa hoàng triều hiền viên bấp bênh của người, hay là làm đệ tử của ta, tự tay đoạt lại những thứ mình đã mất? Người tự lựa chọn đi. Đạo cung, trong đại điện, phần thưởng màu vàng. Tốt, đã khôi phục đại phàm cảnh đại viên mãn rồi. Tiếp theo, phải đi nói với sư phụ tình hình của mình một chút thôi. Có điều, nhưng tớ vẫn không thể nào tưởng tượng nổi. Ngày đó mình bài hắn làm thầy. Bỗng dưng hắn lại biến ra tòa đạo cung này.
Linh khí trong tòa đạo cung này so với linh mạch Thánh Sơn còn nồng đậm hơn gấp trăm lần. Cũng nhờ vậy mình mới có thể khôi phục lại phẩm cảnh đỉnh phong chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Sư phụ này của mình, hắn rốt cuộc là... Trong 3 ngày khôi phục lại phẩm cảnh viên mãn, không tệ. Nhờ phúc của sư phụ cộng với linh khí dồi dào ở nơi này, đồ nhi may mắn cũng không làm nhục sứ mệnh giữa cuộc cung tu luyện tới phàm cảnh viên mãn. Bốn đại đồ nhi đã cảm nhận được linh hải đang hội tụ. Đồ nhi có lòng tin, không bao lâu sau mình có thể đúc ra được 5 linh hải giống như trước đây. Có sự trợ giúp của sư phụ, cho dù là từ linh hải con cũng có thể có lòng tin có thể thử một chút. Ai nói bây giờ người đang ngưng tụ linh hải? Chỉ là từ linh hải, người đã ý cái gì? Ui, đau quá. Hơ, sư phụ không phải người đã nói thu nhận đồ đệ chỉ xem duyên phận chứ không xem thiên phú hay sao? Hơn nữa, từ lĩnh hải chỉ có những đệ tử thiên tài của các đại môn phái có chuyên thuộc ngàn năm mới có thể tu luyện ra được. Trước đây lúc còn ở lĩnh hải cảnh cũng chỉ là 5 tinh hải mà thôi. Với thiên phú của người, 5 linh hải căn bản không xứng với người. Ta thu đồ đệ mặc dù không nhìn vào thiên phú, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không yêu cầu nghiêm khắc với người, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không yêu cầu nghiêm khắc đối với người. Cơ hội phá giờ đại nập không phải ai cũng có được. Nếu ngươi đã có cơ hội trùng tu, phóng ra tầm nhìn cho ta. Cấp độ Nam Minh Hải quá thấp, ngươi phải đúc ra Kim Minh Hải cho ta. Kim đạo tôn nói ra, hoàn thành nhiệm vụ thu đồ đệ đã nhận được điểm thưởng thánh sư, 10 ngày kiểm tra. Nhiệm vụ mới cũng có rồi, ngày xác nhận một chút. Thánh sư hệ thống chỉ có ký chủ mới có thể nhìn thấy. Nhiệm vụ: mời ký chủ trợ giúp cơ thiên phàm tu hoạch di tích truyền thừa nhân hoàng. Vân thưởng 1000 điểm thánh sư. Hình phạt thất bại. Đạo tôn lão gia làm sao mà thất bại được? Kim Minh Hải làm sao có thể được chứ? Sư phụ yêu cầu này cũng quá mức tùy tính rồi đó. Chẳng qua chỉ là Kim Minh Hải mà thôi. Làm đồ đệ của ta, đây là cảnh giới nhất định phải đạt được. Khi nào? Ngươi đã là phàm cảnh viên mãn, đã đến lúc để ngươi ra ngoài định nguyện một chút rồi. Sư phụ, xin hỏi định nguyện là gì vậy ạ? Di tích nhân hoàng. Ồn ào nhốn nháo. Ngọc Nung Thánh Địa và Dương Viêm Tông. Sư phụ, nữ tử dẫn đầu kia là Ngọc Thanh Tuyền của Ngọc Nung Thánh Địa. 18 tuổi đã đạt linh hải đỉnh phong, là thiên tài rất nổi tiếng trong nhân hoàng giới. Thất bại. Sư phụ, người kia chính là đại sư tỷ Đại Na Tông Lý. Người kia chính là đại sư tỷ của Đại Na Tông Lý Yên Hàn, mà còn đang nói với người trước đó cũng chỉ mới 18 tuổi đã đúc ra được tử ninh hải, thực lực cũng là ninh hải cảnh đỉnh phong. Tỷ ấy và Ngọc Thanh Tuyển của Ngọc Nung Thánh Địa cũng được gọi là song tuyển của môn phái chính đạo lệ hại năm đấy. Thất bại. Yêu cầu của sư phụ người cũng quá cao rồi đó. Hai vị này đều được gọi là thiên tài của nhân hoàng giới, được xem là người xuất sắc nhất của thế hệ trẻ chính đạo. So với tiêu chuẩn trong mắt người vậy mà cũng chẳng tính là gì à. Nếu như con có thiên phú và thực lực như các tỷ ấy thì tốt rồi. Người đây là đang trách vi sư không cho người đột phá linh hải cảnh sao? Sư phụ người đừng tức giận, con không có ý này. Xem kìa, người của Hoàng Triều Hiệp Viên và Bạch Ngọc Kinh tới rồi. Tới rồi, rất có trò hay rồi đấy. Tam Hoàng Hinh. Tứ bác, Tam Hoàng Tử, Hoàng Triều Hiền Viên. Minh Nguyệt Công Tử, người dẫn đầu Bạch Ngọc Kinh. Không biết Tam Hoàng Tử có gì chỉ giáo, ta không nhớ là Bạch Ngọc Kinh ta đã đắc tội gì với Hoàng Triều Hiền Viên các người cả. Hừ, Bạch Ngọc Kinh các người phái người truy sát Hoàng Muội ta. Bây giờ Hoàng Muội ta không rõ tung tích, sống chết chưa biết, đều là đáp lễ mà các người đã ban tặng, còn không biết xấu hổ hỏi ta đã đắc tội gì à? Tam Hoàng Tử bất giận, ai cũng biết Bạch Ngọc Kinh ta từ trước tới giờ là người nhận tiền làm việc, nhận tiền của người trừ tai họa cho người. Chuyện của quý công tử chẳng qua chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nếu Tam Hoàng Tử muốn trách tội thì nên tìm người giật dây, chút giận lên tại hạ chỉ sợ là tìm nhầm đối tượng rồi. Bạch Ngọc Kinh, đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài. Chuyện của người hạ độc đuổi giết, khả năng lớn nhất chính là do huynh đệ của người đã chỉ điểm. Tôi nhìn biết cũng có khả năng này, nhưng nhớ tới chuyện Bạch Ngọc Kinh làm hại kinh mạch của con bị đứt đoạn, con liền.
Mất hết tu vi cũng không phải là chuyện xấu. Linh lực tiêu tà thì bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Ngươi sẽ không phải đi đường vòng mà ngươi đã từng đi trước đây nữa. Với lại, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu. Sư phụ, có vi sư ở đây, chư thiên vạn giới ai cũng đừng mong động tới một cọng tóc của đồ đệ ta được. Đồ đệ của ta chỉ có ta mới được phép khi dễ thôi. Tiên phàm tin tưởng sư phụ. Sư phụ, người vừa mới nói cái gì? Cái gì là cái gì? Người mới nói đồ đệ của người chỉ có người mới được phép khi dễ à? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đạo tôn lão gia giám sát được có tín hiệu ác ý. Rốt cuộc người làm sư phụ kiểu gì vậy? Ác ý? Đồ bị cơ thiên phàm sao? Không phải, luồng ác ý này nó đang nhắm vào ngay. Tới rồi. Vị đạo trưởng này, không biết đâu ra có thể ngồi ở đây được không? Tỷ na, con gái của Hồng Niêm Ma Tôn, Nịch Hồng Sương. Ây da, chính là Nô Gia. Lớp học nhỏ phổ cập khoa học của tiểu sư. Màu sắc linh hải hiển thị núc tu chân giả, núc gia linh hải siêu quyết định thành tựu hạng mức cao nhất của tu đồ trong tương lai. Đại đa số tu chân giả có thể núc ra linh hải thanh sắc và xích sắc. Còn có một số nhỏ người có thiên phú không tệ, có thể ngưng tụ ra linh hải nam sắc. Kim, tử, nam, xích, thanh. Mà tử sắc linh hải chỉ mới xuất hiện ở một vài đệ tử nội môn trong tông môn lớn được truyền thừa nhiều năm. Những thiên tài tương lai, bạn người được một này đều sẽ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong chư thiên vạn giới. Còn kim sắc linh hải chỉ tồn tại trong ghi ghép sử sách. Cấp linh hải trong truyền thuyết, thuộc loại ngàn năm cũng khó gặp được một. Nữ nhân xấu không đứng đắn này, cô muốn làm gì sư phụ ta đấy? Tiểu cô nương, ngươi nói xem ta muốn làm gì sư phụ ngươi đây? Đạo trưởng, ta có đẹp không? Người ta muốn cùng huynh là chút chuyện thoải mái có được không? Đà mê thất hương của Hồng Niêm Ma Tôn, còn có mỹ thuật của ả yêu nữ đó nữa. Cách xa như vậy mà ta vẫn cảm giác được linh khí trong cơ thể bị chi phối. Đừng nhìn, ngừng thở. Đạo trưởng ca ca, huynh đi theo người ta đi. Mã hóa vật lý. Cái thứ ô uế này không thể để nọt vào pháp nhãn của não ra được. Để tiểu sư chen nó đi giúp ngay. Bị tà thuật đại thành của ta cộng với mê thất hương này, cho dù người có đà xuất ra cũng phải quỳ mọc dưới váy của ta thôi. Khí chất xuất trần như gần như xa này, da thịt như ngọc cùng vẻ bề ngoài xinh đẹp này, mỹ nam tử cực phẩm thế này đã bao lâu rồi ta chưa từng được thấy. Ngươi nói cái gì? Ta bảo ngươi bò, nghe rõ rồi chứ? Bảo sĩ thúi, ngươi muốn chết? Bảo sĩ thúi, ta khuyên người đừng cố mà không biết tốt xấu. Tại tiểu thư chúng ta quan trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi đấy. Hôm nay ngươi không theo cũng phải theo. Ngươi cảm thấy đạo nhân này sẽ giải quyết Nệ Hồng Sương đó như thế nào? Ả ta và Hồng Niêm Ma Tôn sau lưng ả là mấy kẻ chúa khó dây vào. Thân lực của đạo nhân này ta nhìn không thấu. Thần phách cảnh. Thần phách cảnh tầm thường thì ta sớm đã nhìn ra rồi. Nhưng đạo nhân này toàn thân từ trên xuống dưới, không dò ra được chút linh lực khí tức nào. Giống như là có một vòng bảo hộ vô hình che phủ lấy hắn, không một kẽ hở vậy. Nói cách khác, Lệ Khổng Xương này rất có thể là đã đá trúng tiếp bàn rồi. Hồng Niêm Ma Tông, các người không biết xấu hổ à? Được rồi. Tức giận có thể trở thành động lực của tu hành, nhưng giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này không cần phải tức giận. Hôm nay vi sư sẽ dạy người một bài học, người phải nhớ cho kỹ. Vi sư xử thế nhiều năm như vậy, lúc nào cũng nắm giữ một quy tắc, không gây rắc rối, không sợ phiền phức.
Nhưng thế gian vạn sự đa số đều không được như ý muốn, luôn có những kẻ không có mắt như con thiêu thân nào đầu và nửa. Nếu gặp phải loại người này, những gì chúng ta phải làm là dạy cho cô ta một bài học cả đời khó quên. Đây là đạo pháp tự nhiên. Động đất à? Không đúng, không giống. Đó là âm thanh gì vậy? Lôi điện. Màu tránh ra. Thiên ôi. Ách điếm nát hết rồi. Vừa rồi là thiên ôi. Nhà đạo nhân đó, tiện tay một cái mình có thể dẫn động tới nồi kiếp mạnh như vậy, làm sao hắn làm được? Tên đạo nhân này, nhân hoàng giới có loại tồn tại thế này ư? Ta thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy rõ hắn làm phép như thế nào nữa. Cơ thể phàm nhân làm sao có thể dẫn động nồi điện có uy thế như vậy được? Không đúng, đó là nồi kiếp thứ thiệt. Nồi, thiên lôi. Mau dẫn đại tiểu thư rời khỏi đây, tên đạo sĩ này quá nguy hiểm. Tiểu thư tỉnh táo lại đi, di tích nhân hoàng gì đó chúng ta bỏ đi thôi, đi mau. Dẫn động thiên lôi là chính là thiên lực của sư phụ ư? Đồ ngốc, đó chỉ là ngũ đôi phù vi sư tùy tiện vẽ ra mà thôi, muốn học sau này vi sư sẽ dạy người. Đạo gia, ngài làm quá chấn rồi đó, thế này rất dễ ngộ thương đến người vô tội. Ta đã nắm chắc phân tắc rồi, vốn dĩ cô không muốn sát sinh, tốc độ của xét đánh cũng không nhanh, đủ để họ phản ứng tránh né. Nhưng mà ngay xem bộ dạng của bọn họ kìa, thế này cũng không phải kết cục tốt đâu. Quả thực có điều vấn đề cũng không lớn lắm. Thiên Phạm ngẩng đầu lên, xem thử những người trước mặt người, nói cho vi sư biết người nhìn thấy cái gì. Sợ hãi, bàng hoàng, kinh hoàng. Bọn họ đều cảm thấy sợ hãi sư phụ, cảm thấy thấp thỏm lo âu về thiên lôi mà sư phụ đã giáng xuống. Không sai, nhớ kỹ ánh mắt của bọn họ. Hôm nay vì sư mạnh hơn bọn họ, cho nên bọn họ đều e ngại ta. Phân vạn sự, trực đạo nhi hành. Công pháp tu vi chỉ là một tiêu chuẩn đánh giá, sức mạnh thuần túy mới thật sự là cường đại. Làm là đệ tử của ta, sau này chư thiên vạn giới tất có một chỗ dành cho người. Ngươi phải làm quen với kiểu ánh mắt kính sợ này, đem bọn họ biến thành động lực tu hành của người, nắm chắc chính nghĩa trong tim người, tiến về phía trước một cách kiên định. Hiểu rõ chưa? Thiên Phàm xin nghe lời sư phụ dạy bảo. Cách dạy của lão gia có phải hơi kỳ quái không? Cái kiểu dạy dùng bạo lực khống chế bạo lực, người nào có quả đấm lớn thì có lý như thế, thật sự không sợ sẽ dạy hư một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi hay sao? Đây là đang bồi dưỡng nhân hoàng hay ma hoàng thế? Ngươi có ý kiến à? Ôi, đâu có, lão gia ngành nghe nhầm rồi. Tiểu sư nào dám có ý kiến? Lời nói của lão gia chính là chân lý. Kẻ nào to gan như vậy? Thành chủ chính Dương Thành lại dám chơi tà thuật, dẫn động thiên lôi trong chính Dương Thành ta. Là ta. Sư phụ. Tiểu đại sĩ, nói hưu nó vượn, tưởng đã phun là đồ đần à? Đôi kiếp dẫn động thiên địa dị tượng vừa rồi, chỉ có dị bảo và tà vật hiện thế mà có thể thanh thế kinh khủng như vậy. Di tích nhân hoàng sắp được mở ra, không được gây ra nửa phần sai lầm. Tiểu đại sĩ, ngươi là người hay quỷ để nó phu tới tìm tòi hư thực? Mình dự quyết khám phá. Đây là xảy ra chuyện gì? Cái này không giống nội cảnh, cô không giống thần thức không gian, chẳng lẽ? Quả vẹn chỉ có khí tràng quấn xung quanh hắn. Không. À.
vãn bối đã mạo phạm, xin tiền bối tha tội. Trời cao có đức hiếu sinh, thân hồn tu luyện không dễ, người hãy cố mà trân trọng đi. Ơ, xảy ra chuyện gì vậy? Thái độ của Hoắc thành chủ sao lại? Vừa rồi thành chủ chính dương muốn sử dụng Minh Dương Quyết có ý đồ khám phá đạo nhân kia, công pháp lại bị phá trong nháy mắt. Tên đạo nhân này tu vi tuyệt đối còn trên cả thành chủ chính dương nữa. Mạng lưới tình báo Bạch Ngọc Kinh thâm nhập nhân hoàng giới nhiều năm như vậy, lại không hề có một chút tin tức nào liên quan đến người này. Không được, trở về phải phát tán nhân thủ đi điều tra một phen, tuyệt đối không thể để mối nguy hiểm chưa rõ này tồn tại được. Vạn bối Hoắc Tiểu Dương tạ ơn tiền bối không giết. Không sao, bản tọa cũng không muốn sát sinh, hơn nữa thời gian cũng sắp tới rồi. Sư phụ, thời gian gì sắp tới? Động đất nữa. Là di tích. Di tích nhân hoàng sắp mở rồi. Đi, đi mau, chúng ta nhất định phải lấy được bảo vật trong di tích. Đuổi theo, không thể để Đại Na Tông và Ngọc Thành Thánh Địa độc chiếm vị trí đầu. Nhân hoàng năng. Di tích nhân hoàng 50 năm một lần cuối cùng cũng mở ra rồi. Nghe trưởng lão trong tộc nói, trong đó thế nhưng nó có các kỳ chân dị bảo, là bảo tàng của tiền bối nhân hoàng để lại cho các tiểu bối chúng ta đấy. Bảo tàng thì có đáng là gì, trong đó thế nhưng là có truyền thừa nhân hoàng lịch đại. Các môn phái kia nhất định là nhắm vào truyền thừa rồi, có thể vét được mấy món bảo bối tốt là được rồi. Truyền thừa nhân hoàng gì đó ta không muốn, kể từ khi nhân hoàng đời trước ăn nghỉ chưa từng nghe nói tới có ai có thể thành công lấy được truyền thừa bên trong đó. À, là đoạn sĩ đó, chắc không phải hắn cũng nhìn chúng di tích nhân hoàng đấy chứ? Phí lời, tiền bối nhân hoàng năm đó thế nhưng là chuẩn kỳ chinh chiến chư thiên, bảo bối của hắn có ai mà không muốn. Tiền bối, di tích nhân hoàng có hạn chế tu vi, chỉ có người có thần phách cảnh trở xuống mới có thể đi vào. Tiền bối ngài, ta không có ý định vào đó, người đi vào đó là nàng ta. Người muốn vào nhân hoàng năng là đồ đệ của ta. Không biết đồ đệ của tiền bối là cảnh giới gì, nếu như cao hơn thần phách cảnh, cưỡng ép tiến vào hoàng năng sẽ phải chịu cấm chế di tích cấn trả. Yên tâm, đồ đệ của ta chỉ mới đạt phẩm cảnh. Cái gì? Phẩm cảnh? Đùa à? Đùa kiểu gì thế? Chỉ mới đạt phẩm cảnh. Phẩm cảnh muốn vào di tích nhân hoàng, đạo nhân đó thâm bất khả chắc, nhưng đồ đệ lại chỉ là phàm cảnh. Hừ, tu vi của đạo nhân kia hẳn định phải trên cả thập phách cảnh, cho dù hắn có mạnh cỡ nào cũng không đi vào được. Đồ đệ chỉ mới là phàm cảnh, không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta được. Phàm cảnh tiến vào di tích, đừng nói tới bảo tàng nhân hoàng để lại trong đó, sự đạo bản thân cũng khó mà bảo toàn được. Nếu đã như vậy, vãn bối hiểu rồi, vãn bối còn phải chủ trì mở ra thông đạo của di tích nữa, xin phép được đi trước. Sư phụ, người bạn đứng con. Nô điện vừa rồi của vi sư đã thu hút sự chú ý của bọn họ rồi. Làm nô đệ của vi sư, người ở trong đó nhất định sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Thay vì vào trong đó giao thủ mới bại lộ sự thật về tu vi phòng cảnh của người, không bằng nói cho bọn họ biết ngay từ đầu, thông qua tự bộc kỳ đoạn giảm bớt sự đề phòng của bọn họ đối với người. Hóa ra là như vậy. Sư phụ, đừng nhéo mặt của con nữa mà. Di tích nhân hoàng, đây là nhiệm vụ đầu tiên vi sư giao cho người. Ta muốn người tiến vào trong di tích, lấy được truyền thừa của nhân hoàng lịch đại. Con sẽ cố gắng. Đậu mè, không phải chứ, truyền thừa nhân hoàng. Sư phụ, truyền thừa nhân hoàng này, nghe nói từ lúc nhân hoàng đời trước, vẫn đạt tới giờ vẫn chưa có ai chiếm được. Nơi này nhiều đệ tử thiên tài danh môn chính phái như vậy, con chỉ là một phàm cảnh, cho dù có truyền thừa cũng không tới được con đâu. Từ xưa tới nay, cơ duyên người hữu duyên mới có được. Vì sự tin tưởng người có thể, người thế nhưng là đệ tử mà ta đã chọn chúng, cố lên. Tiểu sư cũng tin tưởng phán đoán của lão già chắc chắn không sai. Sư phụ tin tưởng con, nhưng con không tin tưởng bản thân con đâu.
Di tích Nhân Hoàng đã mở, các ngươi có thể vào trong tìm kiếm cơ duyên của riêng mình. Tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, di tích Nhân Hoàng chỉ là nơi lịch luyện do Nhân Hoàng đại nhân để lại, hiếm khi xuất hiện thương vong, nhưng các ngươi ở trong đó cơ không thể phớt lờ. Nghe rõ chưa? Đã rõ. Tạ thành chủ nhắc nhở. Vậy sư phụ, con vào trong đó nhé. Chỉ là truyền thừa Nhân Hoàng mà thôi, đi nhanh về nhanh. Không được đâu sư phụ à. Ồ, là các trưởng lão đến rồi. Chúng ta mau vào trong thôi, đừng để bọn họ thất vọng. Lối vào đã mở rồi sao? Xem ra đám Hàn Nhi đã vào trong rồi. Thời gian di tích mở ra sớm hơn dự kiến nhiều. Vương trưởng lão, Ngọc trưởng lão, quý phái Đại Na Tông và đệ tử của Ngọc Nông Thánh Địa vừa mới vào trong rồi. Làm phiền Hoắc thành chủ rồi. Ta nói này lão Hoắc, không biết nô địa vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Là vì đạo hữu nào độ kiếp hay là có tham vật hiện thế? Vương trưởng lão, Đại Na Tông. Đúng vậy, lúc chúng ta tới đã thấy khách điếm tụ họp biến thành đống đổ nát rồi. Ngọc trưởng lão, Ngọc Nông Thánh Địa. Chuyện này Hồng Niêm Ma Tông, đúng, chính là Hồng Niêm Ma Tông giở cho quỷ, dám gây rối ở chính Dương Thành ta. Bọn hắn đã bị bổn thành chủ đuổi chạy té khói rồi. Thì ra là như vậy. Di tích Nhân Hoàng sắp mở ra, Vậy mà lại chọn ngay lúc này tới phát động đấu tranh. Hử, bọn tà ma ngoại đạo này, nhất định sẽ có một ngày Đại Na Tông chúng ta sẽ hốt gọn cả mẻ, tỏ vẻ chính đạo. Đạo gia, người kỳ yên tâm để Thiêm Phàm vào trong đó một mình sao? Truyền thừa chính thống này nặng ở hai chữ công nhận, có thể giúp nàng ta lấy được truyền thừa dễ dàng, nhưng nếu muốn có được sự công nhận của Nhân Hoàng lịch đại, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng ta thôi. Dựa vào tư liệu ta đã ghi chép lại, Thiêm Phàm trong lịch sử lúc 25 tuổi đạt đến hải cảnh đỉnh phong, vì một vài nguyên nhân mà bị các phương thế lực truy sát, mà bị bức bách tiến vào di tích Nhân Hoàng thu hoạch được truyền thừa, từ đó nhất thống Nhân Hoàng giới. Bách Hoa tiểu sư, Thiêm Phàm của bây giờ chỉ mới 15 tuổi, vừa mới khôi phục tu vi phàm cảnh vài ngày trước, thế này có phải chênh lệch quá xa rồi không? Không sao, đạo nhất diễn sinh đã là công pháp do ta sáng tạo, chút đặc biệt chính là cảnh giới của người tu đạo bình thường, đạt đến thập trọng chính là đạo viên mãn, còn người tu luyện nhất đạo diễn sinh không có hạn chế với cảnh giới. Thiêm Phàm chỉ có tu vi phàm cảnh, nhưng đã đạt đến phàm cảnh thập lục trọng, thực lực của nàng ta bây giờ mạnh hơn nàng ta từng nhiều. Ồ, không có hạn chế với cảnh giới, vậy chẳng phải Thiêm Phàm sẽ có năng lực chiến đấu vượt ranh giới rồi ư? Đúng vậy, chẳng qua là nhà đầu này vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Tiểu sư, kết đoàn trước nhiệm vụ ban thưởng đi. Được, lão gia tổng cộng đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, thu hoạch được 500 điểm thánh sư và một cơ hội rút thưởng. Lão gia có muốn tiến hành rút thưởng hay không? Nhưng mà lần này tuyệt đối không được can thiệp vào hệ thống nữa nha. Rút đi. Tới đây. Wow, màu vàng trong truyền thuyết. Lần này vận khí của lão gia tốt thật đấy. Để tiểu sư đi lấy phần thưởng ra giúp lão gia. Quay một lần đã được màu vàng ư? Cảm giác chuyện có hơi không đúng lắm. Không biết lần này có phải pháp khí thiên gia đạo cung cấp bậc đó không nữa, để ta thử xem. Wow, không được rồi. Lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Đây nào. Phượng Hoàng, Hoắc thanh chủ, chẳng lẽ tên tiểu bối nào trong đó kích phát cấm chế di tích? Không, Na Phu đã trải qua 2 lần mở di tích rồi, chưa bao giờ thấy qua dị tượng như thế này. Nẽ nào là thần thú hộ năng Nhân Hoàng năng? Một nửa màu xanh nam, quỷ hỏa. Con nửa này không giống bình thường, nhiệt độ xung quanh tăng cao trong nháy mắt, rời khỏi nơi này trước rồi nói. Là ai, cả gan, dám quấy rầy giấc ngủ đông của ta? Tiểu sư, ta giúp được gì vậy? Phu, ta cũng không biết nữa.
Ta vừa mới vào toàn bộ hệ thống không gian đã cháy rồi, chờ ta xem lại đã. À, não ra mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng đây chính là pháp khí thần cấp đó. Vạn giới thần hỏa đổ giám, mảnh vỡ vong xuyên ly diễm, pháp khí thần cấp thần hỏa đổ giám bể tan tành, xếp hạng thứ 24 trong 26 loại thần hỏa chư thiên vạn giới. Là ngọn lửa thiêu đốt linh hồn được sinh ra trong vực thảm vạn trượng cổ u minh giới. Tương truyền có được nó sẽ có được năng lực thanh tẩy linh hồn và thanh trừ ký ức. Thần cấp, nhà đầu thiên phàm đó chắc là không dùng được rồi, đáng tiếc thật. Lão gia, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu. Lửa vong xuyên này sẽ thiêu hủy ký ức, nhất định phải mau chóng giải quyết, nếu không sẽ gây ra phiền phức lớn. Hôm nay lại để ta thấy được ánh mặt trời, thế gian hỗn độn này chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Ngọn lửa này không bình thường, đừng để nó đụng chúng. Sao lại thế này? Là chắn hộ thân của ta. Đây không phải hỏa diễm bình thường, mau tránh ra. Các vị đạo hữu, dị tượng thế này trăm năm qua chưa từng thấy. Hoặc muốn tận đây khẩn cầu các vị cùng nhau chung tay tru diệt tà ma, bảo vệ nhân hoàng nào. Đương nhiên rồi, Thanh Tuyền và các đệ tử của đại tông môn vẫn còn ở trong di tích. Yêu thú này lại phóng ra hỏa diễm quá mức yêu dị, các vị cẩn thận. Vì các tiểu bối trong di tích đó cũng chỉ có thể nên thôi. Cảnh giới của yêu thú này không thua gì thiên nhân cảnh, chỉ dựa vào mấy người chúng ta không ngăn cản nổi đâu. Không cản được cũng phải cản, quyết không thể để yêu thú này tàn phá hủy đi truyền thừa ngàn năm của nhân hoàng năng. Tất cả mọi người cùng nhau xông lên, kết kiếm trận, phong tỏa hành động của nó. Thành chủ chính dương, Ngọc trưởng lão nhân lúc này, Dương Viêm Trảm, Ý Pháp Ngọc Nung, Xương Lạc Kiếm, đi. Phá Năng Kiếm, Chính Phong Bà, Lưu Tinh Nạc Nhật, Thiên Tuyển Nhất Tinh Trảo. Hừ, đám sâu kiến không biết sống chết. Lão gia, hình như đám người này không đánh lại, chắc lão nhân gia ngày phải xuất thủ rồi. Biết rồi, tuy rằng chỉ là mảnh vỡ, nhưng dù sao cũng là pháp khí thần cấp, sẽ nghiêm túc hơn một chút vậy. À, wow. Nhiều người công kích như vậy mà chỉ trong nháy mắt đá hóa thành cho bụi đi. Lùi ra đi, giờ cho tàn là được rồi. Cô không sao chứ? Không, không sao. Tiểu nữ tử là Ngọc Quang Tịnh của Ngọc Nông Thánh Điện, đã tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng. Không sao thì tốt, tự mình tìm một chỗ tránh đi. Là một mảnh vỡ của thần khí, ta có hơi thất vọng. Có thể ngăn cản được lý diễm của ta, ngươi không giống mấy con kiến hôi kia, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết sau này ta chính là chủ nhân của ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Nani, chẳng qua chỉ là một mảnh vỡ mà thôi, kính trọng chủ nhân của ngươi một chút đi. Nhân loại, ngươi làm cái gì? Mé xin đây. Làm ngươi biến trở về hình dáng ban đầu thôi. Không, ta không muốn trở về phong ấn vô tận đó đâu. Ngươi rốt cuộc là ai?
cho dù là người phong ấn ta năm đó cũng không thể qua loa như thế được. Hắn là hắn, ta là ta, bây giờ ngươi là đồ của ta, chỉ cần nghe lời ta. Đợi đã, cậu không gian đâu chứ? Lúc nào cần người ta lại thả người ra. Đạo nhân này rốt cuộc là ai? Tiên bối quả nhiên thâm bất khả chắc. Lần này cũng huyên náo nới nhỉ. Lần này là lỗi của ngươi rồi. Xin lỗi não ra, ta cũng không ngờ rút thưởng vậy mà lại rút chúng thứ này. Thủ đoạn của tiền bối thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt. Phía nhân hoàng năng, không biết có thể vào nhân hoàng năng tụ họp được không? Vừa hay có ý này. Nhân hoàng. Trong nhân hoàng năng, sư muốn nói con rối nhân hoàng tuy chỉ là linh hải cảnh, nhưng số lượng thế này cũng quá nhiều rồi đó. Đây cũng là lịch luyện nhân hoàng để lại cho hậu bối mà. Người xem, đệ tử của đạo nhân đó hoàn toàn không nhìn ra được đã tu luyện công pháp của trường phái nào. Nhìn thì có vẻ chỉ đơn thuần là dùng man lực phá địch, nhưng nàng ta thật sự chỉ có tu vi phạm cảnh ư? Ngược lại là dáng vẻ của nàng ta khiến ta nhớ tới một người, cửu công chúa của hoàng triều Hiên Viên. Hay học công pháp mà sư phụ truyền thụ khiến mình khôi phục tu vi phàm cảnh trong vài ngày, nhưng đây quả thực là phàm cảnh sao? Sao mình có cảm giác sức mạnh trong cơ thể mình lúc này mạnh hơn trước đây rất nhiều? Vì trước chính là cửa ải kế tiếp, là sư phụ cho mình cơ hội sống lại. Sư phụ đã nói mình làm được thì nhất định mình có thể làm được. Mình không được rồi. Dung nham, mình chỉ từng nghe nói tới cửa thứ hai của di tích nhân hoàng lại là như thế này. Nên làm thế nào mới được đây? Hả? Giữa dung nham có gì đó? Yêu tú thập phách cảnh, thanh huyền rào,